Vâng, xin được kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Tâm IO. Hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2023, em giới thiệu đến anh em một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng cho anh em làm show, làm sự kiện. Ở đây là một cái thương hiệu nó quá là quen thuộc với anh em làm âm thanh bãi rồi. Một cái thương hiệu Audio King, mã là MK858. Một cái dòng mic cho anh em làm show, làm sự kiện. Đây cũng là một cái dòng mic rất là cao cấp để anh em hát gia đình. Một cái bộ mic như thế này, cái giá mới của nó từ 6 đến 7 triệu ở thị trường hàng mới. Và hôm nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều. Và đặc biệt là đây là đều là những cái bộ tuyển chọn tay sơn zin hết. Cái số lượng nó chỉ có 5 bộ này thôi. Và em sẽ thanh lý cho anh em với cái mức giá thậm chí chỉ từ vài trăm nghìn một cái bộ mic như thế này. Anh em xem video, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Thực sự với anh em mà nó quá là đẹp luôn, đấy, tay sơn zin. Và những cái tay này thì nó vẫn còn cái thương hiệu Audio King MK858 ở trên cái tay mic như thế này. Một cái bộ mic mà phải nói là nó quá là đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức của cái mic này, sau đó sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic. Đồng thời là em cũng test tiếng luôn và báo giá, cái thời lượng em làm rất là ngắn thôi. Thế nên anh em hãy xem kỹ video. Sẽ là một cái bộ mic như thế này. Cái giá hôm nay em đưa ra nó chỉ ngang ngửa với một cái đôi mic dây thôi. Thì anh em có nên sử dụng hay không? Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức của cái đầu thu này. Đầu tiên là cái đầu thu của nó được thiết kế là một cái mặt phay nhôm màu đen. Đấy, nhìn nó cũng rất là đẹp. Ngoài ra nó được gắn thêm hai cái tai vào đây để anh em có thể dễ dàng bắt vào tủ âm thanh hoặc tủ máy anh em làm show, làm sự kiện. Cái mic này nó được thiết kế đến hai màn hình riêng biệt, và trên mỗi cái màn hình thì nó hiển thị đầy đủ các thông tin, ví dụ như là tần số này, kênh này, ở trên là vạch sóng và ở bên dưới này là vạch tiếng. Đây là hai cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic ở trên đầu thu, thì những cái volume này anh em không nên chỉnh nhiều vào đây. Cái volume ở trên đầu thu, cái mục đích chính của nó là để cân bằng cái tiếng mic. Thế nên anh em nếu như muốn to nhỏ cái tiếng mic thì anh em hãy tập trung chủ yếu để chỉnh trên vang hoặc là trên 5 ly. Đây là ba cái nút là dò sóng hồng ngoại của kênh A, còn đây là ba cái nút dò sóng hồng ngoại của kênh B. Thì những cái dò sóng này em cũng dò sóng sẵn hết cho anh em rồi. Về anh em gần như là cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Nếu như trong cái quá trình sử dụng anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Anh em hãy ấn hộ em vào cái chữ set ở trên đầu thu này. Sau khi nó xuất hiện cái một cái vạch sóng chạy này thì anh em hãy để sát cái màn hình của cái tay mic, để sát cái màn hình của tay mic vào cái chữ IR trên đầu thu. Đấy, cái chữ IR đấy ạ. Thì từ 2 đến 3 giây là lập tức là cái đầu thu và cái tai mic nó sẽ tự động trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động bắt sóng. Những cái này thì em cũng dò sóng sẵn hết cho anh em rồi, thế nên là về anh em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Và bây giờ em sẽ quay cho anh em xem cái phần nội thất của cái mic này. Thì đây là một cái dòng mic hàng xịn chính hãng đến từ thương hiệu Audio King. Thế nên anh em nhìn cái vỉ mạch của nó đây, cực kỳ là to luôn. Đây là hai cái phần sóng bên A và phần sóng bên B. Còn ở giữa đây thì nó được sử dụng một cái con chip rất là lớn. Đây là một cái chip mà xử lý toàn bộ các cái hệ thống âm thanh và lưu ghi nhớ những cái kênh ở trên cái đầu thu. Ngoài ra nó cũng gồm rất là nhiều các cái con IC xử lý tiếng lọc tạp âm ở phía trong này, giúp cái tiếng mic của mình nó trong, nó sạch. Ở phía sau thì bao gồm hai cái jack ca lông để em cắm mixer làm sự kiện, và em sẽ tặng kèm cho một cái dây 6 ly. Anh em cắm hộ em vào cái chân A cộng B ở giữa đây ạ. Còn là về cái phần tay mic thì tất cả những cái tay mic này thì em đều bao cho anh em là đều tay sơn zin hết, và những cái dọ ở đây thì cũng đều là những cái dọ zin. Đấy, cứ rất là đẹp luôn. Và những cái tay này thì nó được thiết kế là một cái dạng vỏ nhôm, cầm nó rất là mát tay em ạ, cầm nó rất là mát tay luôn. Và cái củ của cái dòng mic này thì nó được sử dụng một cái dòng củ chính hãng của Audio King. Đây là một cái dạng củ leo rất là cao cấp. Những cái củ này thì cái tiếng của nó rất là nhẹ và rất là bay. Đặc biệt là những cái củ này thì nó đều ba giải, anh em không phải chỉnh nhiều ở trên vang hoặc là trên âm ly, nhưng mà cái tiếng của nó sẽ gần như là không bị hú rít em nhé. Và đây là một cái dòng mic được thiết kế là một cái dạng đuôi chuột, để sóng của nó cực kỳ là khỏe. Còn ở trên cái tay mic này nó sẽ có dấu cộng, dấu trừ. Thì nếu như anh em dùng sự kiện ở ngoài trời, anh em gạt về dấu cộng. Còn nếu như anh em dùng trong gia đình tiết kiệm pin thì anh em hãy gạt xuống cái dấu trừ ở bên dưới này. Và bây giờ em sẽ thử qua cho anh em nghe cái tiếng của cái mic này, sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn vào một cái tay mic đây rồi ạ. Một cái tay mic nó được thiết kế rất là đẹp luôn. 6 7 1 2 5 6 6 7 6 7 1 2 3 4 5 6 6 7. Cái tiếng mic của nó cực kỳ là ấm em nhé, tiếng mic cực kỳ là ấm, cực kỳ là dày luôn. Nó khác hẳn với những cái bộ mic mới anh em mua 2 triệu rưỡi 3 triệu, nhưng mà cái tiếng của nó, cái giải trung nó rất là cao. Nó sẽ gây cái tình trạng là bị hú rít mic và cái tiếng vào nó hát ra không được chuẩn. Một cái dòng mic hàng xịn như thế này, cái giá đập hộp của nó rất là cao nhé. Từ 6 đến 7 triệu một cái bộ Audio King mã MK858 như thế này.
Nhưng nay thì cái số lượng bên em chỉ có 5 bộ thôi, và tất cả những cái tay này đều là những cái tay sơn zin. Ở cái giá bên cửa hàng em đưa ra là 1.6 triệu đến 1.7 triệu một cái bộ bích như thế này. Nhưng nay thì cái số lượng bên em chỉ có 5 bộ thôi. Em sẽ xả cho anh em đang xem cái video này với một cái mức giá cực kỳ là rẻ, thậm chí là rẻ hơn rất là nhiều so với một cái bộ mic nhái đều, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic có dây. Bỏ qua cái mức giá là 1.700.000 bên em đang bán tại cửa hàng, hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em 5 cái bộ này với cái mức giá chỉ còn 1.250.000 nhá. 1.250.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Nhận hàng được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm này mới nhận. Còn nếu như không đúng, không phải, anh em gửi lại cho em không phải mất 1.000 nào tiền cước. Em một cái bộ mic chất như thế này, hàng bãi xịn đẹp như thế này mà chỉ có 1.250.000 thôi. Anh em mua một cái bộ mic đẻo, mua một cái bộ mic nhái cũng không có cái giá là 1.250.000, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic bãi hàng xịn như thế này với cái tay sơn zin đẹp như thế này mà chỉ có 1.250.000. Duy nhất chỉ có 5 bộ thôi nhá. Nếu như anh em không nhanh tay thì sẽ không còn đâu. Đấy, một cái dòng mic rất là chất lượng mà giá thậm chí nó chỉ ngang ngửa với một cái dòng mic bãi cỏ anh em ạ. Anh em nào chốt được cái bộ mic Audio King MK858 này với cái mức giá là 1.250.000 bao ship bảo hành 3 tháng hỗ trợ trọn đời, thì hãy gọi điện cho em theo số là 0369 79 95 hoặc là 0912 79 95 em nhé. Ngoài ra thì em cũng thanh lý cho anh em một cái bộ mic một tay, thì rất là nhiều em hỏi về những cái bộ mic lẻ lô, những bộ mic một tay thì em cũng thanh lý cho anh em. Thì đây là một cái bộ mic nó thừa ra một tay, nó thừa ra một tay và cái mặt của nó thì nó hơi xấu. Trong cái quá trình vận chuyển thì nó bị cày xước mặt đây, nó cũng hơi xấu một chút. Anh em không cần quan trọng hình thức, anh em cần một cái bộ mic tiếng hay, chất lượng để sơ cua hoặc là để thay thế những cái mic có dây. Thì đây là một cái bộ sự lựa chọn anh em cũng không nên bỏ qua. Em sẽ thanh lý cho anh em cái bộ mic này với mức giá là 450.000 nhá. 450.000 cái bộ mic MK858. Anh em nào chốt được cái bộ này với cái mức giá là 450.000 thì hãy gọi điện cho em. Ngoài ra anh em nào chốt được cái bộ mic hai tay đẹp và keng zin đẹp như thế này với cái mức giá là 1.250.000 bao ship thì cũng hãy gọi điện cho em nhé. Anh em mà xem video, nếu như mà thấy mic rẻ, mic đẹp, mic chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.